Bây giờ đi tham quan những cái sản phẩm từ đá tại Đà Nẵng. Đây có nhiều sản phẩm từ đá, từ nhỏ đó, trung bình đến lớn. Đây, lớn nha. Có Phật Thích Ca, Bà Quan Âm, Phật Di Lặc, Lạc, đầu tượng, sư tử. Đây, Phật Bà. Bên đây có sản phẩm điêu khắc, giống như từ châu Âu, dành cho Âu. Đây review tiếp những sản phẩm từ đá này, Long Quan Công. Đây những hình này bên châu Âu gọi là gì không biết luôn. Những người đẹp châu Âu. Đây tượng Phật Long Quan Công. Đây còn ngựa. Ông đó gì nữa? Ông là Thạch Tháo chứ. Đây Phú Lục Thọ. Ông Phật Di Lạc, Bắc Hồ. Đây hình ngựa. Bồ Tát. Phật Di Lạc. Ông Quan Công ở đây. Đây hình Chúa đưa Đức Mẹ. Đức Mẹ Chúa Giêsu. Đức Mẹ La Vang. Đây cậu bé ngồi trên lưng châu. Rồi bên đây có gì? Có sư tử nè. Ngựa, đại bàng, voi, người đẹp. Qua đây có gì đây? Cũng có voi, kỳ lân, người phụ nữ Việt Nam, Phật Bà. Đây ông Phú Lục Thọ. Giống như ông vua, vua Việt Nam. Hình này ông cái gì em? Dạ. Hình này là hình ông gì? Giống vua Việt Nam, ông vua Hùng phải không? Đây là. À. Tướng à. Giống Nguyễn Huệ. Người nông dân Việt Nam. Đây. Cái đài nước. Đài bàn, cá heo, sư tử. Ngưu Văn Phật. Rồi bây giờ đi vô bên trong chỗ khu vừa bị bán. Đây có nãy đi sơ qua có nhiều quà rất là đẹp, nhiều đồ rất là đẹp. Đây bình bông cây bằng đá. Tất cả sản phẩm này bằng đá. Các bình bông. Đây có bình bông này. Đá. Hai Nhi. Đây bờ gì? Tấm bình phong đúng không? Phía sau là tấm bình phong đúng không? Cây đào từ đá. Các sản phẩm bằng đá. Đây có kỳ lân nè, Phú Lục Thọ. Đá này khác đá ngoài kia. Ồ, nhìn xa tới đâu gỗ hay bằng đá. Tất cả ở đây bằng đá chứ. Chầu bông tượng Phật. Mô hình nhà chùa.
đây Phú Thọ đây, Phật Di Lạc, ông địa ông thần tài ông đá, đem địa thần tài ông đá. Tiên ông câu cá. Đây con cá bằng đá, thì lần tình Bắc Hồ, rồng bằng đá, cá. Đây cái bình bông bằng đá. Thì đặc biệt đây có một cái bộ bàn bằng đá, ghế bàn sư khách không được ngồi, cảm ơn. Bộ bàn đá nặng đô màu vàng rất là đẹp đây. Đây có tấm bình phong, cái bước vào nhà mọi nhà một người đó thời xưa từng có tấm bình phong. Ghi quê bộ bàn, bộ bàn bằng đá. Bình bông. Không biết nào có tiền mua được bộ này. Đây có ngựa, ngôi nhà mây, những cái chùa trên đỉnh núi bằng đá. Bên tủ trưng bày cũng sản phẩm bằng đá. Thì ngựa, con gà, khỉ, đây giống 12 con giáp. Quầy hết tất cả. Đây người phụ nữ Việt Nam bằng đá. Quan công vị. Đèn viên pha lê bằng đá. Giờ bên trong nghe có gì không? Liêu trên mà bi. Đây có bộ bàn đá này. Nãy giờ mua được gì chưa? To hả? Đóng thùng gửi đi. Nặng ấy không? Gần 500 á. 500 đô hả? Ồ. Ở ngoài có bán không? Hả? Gì? Bằng mũ, bằng PK được đây. Nhựa được đó. Đâu? Phần nào? Lên nào. Đâu cái giọng nào? Hôm nay ha, màu xanh. 12 triệu. Ship ga, ship ga nước ngoài luôn được không? Giá cao phải không? Nước ngoài giá cao. Đo nhiêu ký? Cái đo nhiêu ký? 2 ký. 2 ký. Ship ngoài nước ngoài phải tốn tiền 200 đô.
Đó mất công đúng không? Đây cái tượng Phật bằng đá đây. Các bình bông bằng đá. Đây qua đây cũng có bình bông. Bông nhỏ lớn. Con vật bằng đá, con voi bằng đá. Cá heo rồng. Sao như đẹp mua đi em chị ơi, em ơi. Khỉ ngựa. Là giá nhiêu? Có nó là 700 anh. 700. Đợi siêu đi hỏi vợ đi thôi. Dạ. Đợi siêu đi hỏi vợ đi. Đẹp người đẹp anh em. Dạ dạ dạ. Đây các chân phê lê to. Đây có các đồng tiền. Là những hình đồng tiền thời xưa. Ồ, hình con cá đá. Cá dài dữ. Xem mình muốn tỉ hiu thì về để nhà đi ăn con. Nghe được rồi đi đứa con. Đây đa tím. Rồi thôi kết thúc video đây. Sản phẩm có nhiều sản phẩm đá khá là đẹp nhưng mà cũng rất đắt tiền này. Rồi bye.